Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam chủ nhật ngày 8 tháng 5 năm 2023 của mình. Hôm nay buổi chiều ngày hôm nay là 15 trên kênh nó về được cái lộc đó là cái con 17 ở trên đài Long An và cái con 49 nhân 2 ở trên đài Bình Phước. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai chủ nhật 28 tháng 5 trên đài Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt, mời anh chị em cùng tham khảo. Ở đài Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 15-51, ở đài Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 58-85, ở đài Đà Lạt mình dự đoán cái cặp 56-65. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.